Thưa quý vị, chuyển đổi số được Đà Nẵng xác định là một trong những nhiệm vụ hàng đầu và là động lực thúc đẩy tăng trưởng. Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và người dân, công cuộc chuyển đổi số tại thành phố đến nay đã ghi nhiều dấu ấn đậm nét. Triển khai chuyển đổi số theo ba trục hạ tầng dữ liệu thông minh. Đến nay, thành phố đã hoàn thành các cơ sở dữ liệu nền và được kết nối, chia sẻ dùng chung qua nền tảng hệ thống thông tin chính quyền điện tử thành phố, triển khai hiệu quả nền tảng công dân số. Đối với thành phố thông minh, hoạt động chuyển đổi số dựa trên dữ liệu tác động mạnh mẽ đến phương pháp quản trị và phát triển theo xu hướng kinh tế số, xã hội số, tăng cường chất lượng cuộc sống của người dân nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước và thúc đẩy năng lực cạnh tranh trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Năm 2023, Đà Nẵng cũng đã xác định chủ đề chuyển đổi số là khơi thông nguồn dữ liệu để tạo ra giá trị mới. Về dữ liệu đó thì đây là một trong những cái thành phần hết sức quan trọng đối với cái việc triển khai cái chuyển đổi số và thành phố thông minh. Tất cả các cái dữ liệu nó sẽ góp phần rằng là để đưa ra các cái dịch vụ thông minh và đồng thời để thực hiện rằng là một số các cái công tác quản lý nhà nước trên nhiều cái lĩnh vực dựa trên các cái dữ liệu số. Bên cạnh những kết quả đạt được, thành phố cũng đang tích cực triển khai nhiều giải pháp để giải quyết một số rào cản về nhân lực số, hạ tầng số, không ngừng nỗ lực đưa chuyển đổi số tiếp tục lan tỏa đến với mỗi người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Chuyển đổi số là hành trình liên tục lâu dài, trải qua nhiều giai đoạn hình thành và phát triển. Trên hành trình đó, để chuyển đổi số thành công, yêu cầu tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động phải quyết liệt, làm đến đâu chắc đến đó, làm việc nào dứt điểm việc đó, có trọng tâm trọng điểm, kế thừa những thành tựu phát triển công nghệ, ứng dụng và dữ liệu số đã có, đi đôi với đổi mới sáng tạo. Và quan trọng nhất là cần có sự tham gia, đồng hành, ủng hộ không chỉ từ hệ thống chính quyền thành phố mà còn từ cộng đồng doanh nghiệp, xã hội và người dân. Những kết quả tích cực trong công cuộc chuyển đổi số trên địa bàn thành phố vừa là nền tảng và cũng là động lực để Đà Nẵng tiếp tục ưu tiên tập trung triển khai toàn diện hơn nữa các giải pháp phát triển chính quyền số, thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số. Thời gian qua, thành phố Đà Nẵng đã xây dựng và triển khai kế hoạch chuyển đổi số trong doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp tổ chức cung cấp sản phẩm dịch vụ trên các nền tảng số, sản xuất thông minh thông qua việc tái cấu trúc doanh nghiệp, tái đánh giá chuỗi giá trị, nâng cao năng lực nội tại của doanh nghiệp. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Từ cuối năm 2020, cảng Đà Nẵng triển khai phần mềm cảng điện tử Airport và trở thành một trong những cảng điện tử đầu tiên của cả nước. Cảng Đà Nẵng là doanh nghiệp tiên phong trong chuyển đổi số, với việc triển khai lệnh giao hàng điện tử, thông quan hải quan điện tử, hóa đơn điện tử và thanh toán điện tử không dùng tiền mặt, tạo điều kiện cho khách hàng giao dịch không tiếp xúc, không cần đến cảng. Chúng tôi đã tiến hành xây dựng những quy trình chuẩn hóa gọi là quy trình SOP để nâng cao cái hiệu suất và hoạt động của cảng ngày càng tốt hơn, phục vụ khách hàng tốt hơn. Thứ ba, chúng tôi tiếp tục xây dựng định hướng sắp tới thành một cảng tự động gọi là Box Digital. Đồng thời chúng tôi phát triển theo hướng một cái cảng xanh phù hợp cái xu hướng chung của các cảng trên thế giới. Tuy nhiên đó là những mục tiêu sắp tới. Vấn đề công nghệ hóa, chuyển đổi số nó đòi hỏi nguồn lực rất là lớn. Do đó chúng tôi cũng là làm dần từng bước và mong muốn sẽ tiếp tục mang lại những cái hiệu quả nhất định cho khách hàng. Không chỉ doanh nghiệp lớn ở Đà Nẵng sớm tiếp cận với chuyển đổi số, mà nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp sản xuất công nghiệp ở Đà Nẵng cũng ý thức rằng chuyển đổi số là sống còn của doanh nghiệp, là xu thế tất yếu. Là hội viên của Hội Doanh nhân trẻ thành phố, tôi cũng có nắm bắt được thông tin từ các chính sách, các chương trình của thành phố cũng như ban chấp hành hội cũng có nhiều định hướng cho hội viên phát triển, đặc biệt là trong việc mà chuyển đổi số để giúp cho doanh nghiệp thích ứng với lại cái xu thế mới. Hiện Đà Nẵng đã có khoảng 2.500 doanh nghiệp chuyển đổi số, tăng gần 300 doanh nghiệp so với năm ngoái. Sở Thông tin và Truyền thông thành phố đã triển khai công cụ hỗ trợ doanh nghiệp tự đánh giá mức độ sẵn sàng chuyển đổi số, kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp tự đánh giá để xác định hiện trạng hay mức độ sẵn sàng chuyển đổi số. Chính quyền thành phố Đà Nẵng thì cũng đã ban hành những cái cách thức, những cái thước đo về cái gọi là chỉ tiêu chuyển đổi số của doanh nghiệp, về năng lực chuyển đổi số doanh nghiệp, và thường xuyên có được những cái hỗ trợ liên quan tới đào tạo, tư vấn
và có những cái hợp tác từ những cái doanh nghiệp lớn trên địa bàn cả nước để mang những cái giải pháp chuyển đổi số về cho doanh nghiệp. Và tôi nghĩ đây là những cái tín hiệu tích cực giúp cho những cái doanh nghiệp về chuyển đổi số trong hội doanh trẻ của thành phố Đà Nẵng nói riêng, cũng như là những cái hội, những cái doanh nghiệp trên địa bàn của thành phố Đà Nẵng nói chung có được nhiều cái cơ hội tiếp cận với những cái giải pháp chuyển đổi số hiệu quả, mang lại cái lợi ích và tạo ra được những cái giá trị cạnh tranh của họ trong cái bối cảnh là chúng ta đang gặp rất nhiều những cái thách thức và cũng có rất nhiều những cái cơ hội. Qua tổng hợp kết quả từ đánh giá của 100 doanh nghiệp trên cổng thông tin điện tử thành phố, hầu hết điểm đánh giá của các doanh nghiệp ở mức trên trung bình, ở giai đoạn đang phát triển, tức là doanh nghiệp đã nhận thức và nắm bắt được sự cần thiết chiến lược chuyển đổi số trong chiến lược kinh doanh, bước đầu số hóa và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý sản xuất kinh doanh. Cũng theo Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng, hiện có hơn 83% số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố sử dụng hợp đồng điện tử, 100% doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử.